Hello và xin chào tất cả mọi người đã đến kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Hiện tại thì mình đang ở phiên bản 11.12, một phiên bản mới ra xuất hiện từ hôm buổi sáng nay thôi, ngày 10 tháng 6 mọi người nhá. Hiện tại bây giờ thì mình đang trên Long Tộc, mình sẽ test Long Tộc xem liệu rằng Long Tộc có gì hot, có gì mới sau một cái bản cập nhật mới tinh như này. Liệu rằng nó sẽ có nhiều đồ hơn hay là có nhiều Neko hơn hay không? Thì chúng ta cùng đi vào trận đấu để có thể biết được luôn mọi người nhá. AC của mình thì mình đang combo, combo đó chính là kiểu ua ơi, vừa nói AC xong Warwick nó cào luôn mọi người ơi, khỏe quá. Trong trận đấu này thì mình nghĩ rằng là ta khi mình kích hoạt được 5 Long Tộc, mà anh em biết đâu, đỉnh Long Tộc ở cái mùa 5 này thì nó rất là khó để chơi. Bởi vì con Long Tộc thứ 5 ấy nó sẽ là một con tướng 5 vàng, còn Heimerdinger là thực sự rằng là để có một kiếm một con tướng 5 vàng ấy, con Heimerdinger thì rất là khó có thể kích hoạt được 5 Long Tộc từ sớm. Và đây là đội hình Long Tộc là một đội hình mà anh em rất là ít chơi, anh em có vẻ như kiểu là cảm thấy hơi chán với nó. Không được người chơi sử dụng nhiều mọi người. Ông này là ba Long Tộc ba chiến binh này, ba chiến binh. Trong tập đấu này thì một khi mà chơi Long Tộc thì anh em phải xác định con nào con carry chính của team để anh em bù đồ cho nó thì mana mới ổn định được. Ví dụ như kiểu bây giờ thì mình đang có trong AC này, AC của mình thì mình đang xác định là mình sẽ bù cho nó một cái combo item đồ siêu choáng mọi người nhá, siêu choáng luôn. Đó chính là kiểu cuồng đao này, rồi là sâu di nắc ám này, và kết hợp một cái trang bị đó chính là một cái cung ba tia nữa. Cái cung ba tia thì để cho con có ba thiền kìa, thiền đến từ vị trí ở Dasua, Draven và Melkron. Mất luôn cái thìa hắc ám rồi, chúng ta chỉ còn hai cái thìa lại mà thôi. Mình thường là một người chơi rất là thích về thìa, mình rất thích về thìa mọi người nhé. Cứ có thìa mình sẽ lấy à, bởi vì cái thìa là chúng ta có thể vẽ rất là nhiều trang bị khác nhau, vẽ ra nhiều thứ. Bán đi luôn ha. Ok, mình sẽ cho con Warwick vào. Bây giờ thì mình không muốn thua nữa. Với lượng máu 68 máu mà chơi Long Tộc mà anh em đốt máu nhiều ấy, thì anh em sẽ khó có cơ hội có thể cho ta dãy chết được. Long Tộc nó đã yếu sẵn rồi, mà anh em mà còn bị thấp máu nữa thì anh sẽ bị ăn hành rất là lớn luôn á, ăn rất là nhiều hành. Rồi ok, ông này đang gì đây, chơi suy vong à, đội hình suy vong thì cũng không có gì update mới. Ở cái bản cập nhật mới này của chúng ta thì chỉ có ba hệ mới thôi, đó chính là kiểu 6 đồ long, 9 chiến binh, cả kết hợp với kiểu là 6 ma pháp sư thôi, đó ba cái mới như vậy. Còn lại thì cũng không có gì mới mẻ cả. Thì sáng nay thì mình mới chơi được một trận đấu thì kích hoạt cả luôn được hai hệ, đó chính là 6 đồ long và 9 chiến binh. Khá là bá, khá là dễ chơi. Ui, set này, set 2 sao này, 3.6. Ui, AC là 2 sao luôn, ngon quá. AC 2 sao là mình sẽ có một cái điểm tựa khá lớn luôn đấy, một cái khả năng gây choáng khá lớn đấy.
Zara. Con Zyra này là một con tướng mà anh em thể bu chơi kiểu là full tốc đánh cũng hay, mà anh em chơi theo kiểu lối chơi sâu ba sâu zin. Ba sâu zin thì nó chói rất là nhanh, nhưng mà đồng thời thì sát thương nó hơi đuối. Ôi có một nhặt luôn là một cái trang bị, đó chính là 500 đồng người, 500 ma thuật này. Đội hình bây giờ của mình rất là khỏe anh em nhé, em có thể thấy không? Gồm có tận là những bốn vị tướng 2 sao luôn, bộ 5 tướng 2 sao của mình nhá, rất là khỏe. Thì mình là level 7 rồi, và level 7 anh em không? Quả trứng nó nở đấy. Quả trứng này nó sẽ nở ra những vị tướng của Long tộc, và nó theo tỷ lệ mà mức ra của tướng nữa. Bây giờ chúng ta lên level 7 thì chúng ta sẽ có một khả năng rất là cao ra được một con Heimerdinger mọi người nhá. Ui, Kalista mà chúng tôi này. Bắn luôn mặt này. Thì này nước mắt hắc ám này, cậy có khổ và găng hắc ám này. Có rất nhiều sự lựa chọn ở đây, thì mình sẽ lựa chọn cái thìa đi, một cái siêu sẻng mà nhá. Ui, Heimerdinger luôn mọi người, tuyệt vời chưa? Vậy là bây giờ thì mình sẽ có đội hình 5 long tộc ở round 4.2 luôn. Khá là ấn tượng đó mọi người ạ, khá là ấn tượng nha. Ok, vậy là mình sẽ có 5 long tộc ở round 4.2. Tuyệt vời, một đấu khá may mắn. Với cái này thì mình sẽ có thể hack được rất là nhiều vị thứ nhá. Mình sẽ cho luôn con một cái giáp thiên nhiên và cho qua kích vào luôn, để có thể chơi chuỗi thắng được. Chứ mình không muốn bị mất máu nhiều trong trận đấu này. May mắn thật rồi, may mắn thật sự luôn. Ông này đang có cho mình một con Lissandra cầm một cái bại bác và một cái tim băng. Vuốt rồng hắc ám. Đội ma sứ này cũng không có gì bá đạo cho lắm. Phew, one shot. AC là một người bắn tên mà cái skill của nó thì hồi giờ thì mình nghĩ là theo skill nó cũng không thay đổi nhiều theo thời gian của người, nó vẫn thế. Bây giờ thì để xem nào, mình thì mình sẽ up level 9 quá mọi người nhá, anh em mình sẽ up level 9. Thường thường thì anh em hay xem những trận đấu của mình ấy. Anh em hay xem những trận đấu của mình ấy là mình hay chơi theo kiểu lối chơi thích rọn những vị tướng 5 vàng 3 sao level 8 hay level 7 cơ. Nhưng mà trong trận đấu này thì mình cảm thấy không được tròn vẹn cho lắm, không được perfect cho lắm, nên là mình sẽ loại bỏ cái định ra một bên và mình sẽ rọn những vị tướng 5 vàng 3 sao này ở level 9 đi. Cố gắng level 9 thật là sớm và rọn để kiếm những vị tướng 5 vàng 3 sao mọi người nhé. Garen này, Kindred này. Mình bây giờ thì đang ở vị trí top 3 nên là sẽ không khó thể lấy những cái thứ mình thích được. Mình sẽ lựa chọn cái trang bị đó chính là một cái đai máu của Jack đi. Đai máu của Jack đi. Có thể sử dụng cái đai máu này thành một cái trang bị, một cái giáp máu hắc ám cũng được.
Pew, một phát one shot luôn là thì sấy với tôi à. Con Velcon này nhiều khi có những fan nó sấy một phát là xoay chuyển tình thế cực kỳ mạnh luôn đấy. Và đôi khi lại cực kỳ ngốc. Dài vào 8 rồi. Hiện tại bây giờ thì mình đang có hiểu là mình có từ round 4.2 mình đã còn 5 tập ấy. Vậy nên là mình rất là giàu. Nhiều round nó nổ trứng là tầm 2 con AC thôi là mình có 6 vàng rồi. Nên là mình sẽ lên cấp 9 rất là sớm cho trận đấu này. Với khi mà mình lên level 9 thật là sớm cho trận đấu này ấy, thì mình sẽ có một cái định hướng, đó chính là mình sẽ tìm kiếm nhiều vị tướng 5 vàng 3 sao nhất có thể. Thì từ lúc mà 1 năm đạt bây giờ ấy, thì mình mới chỉ có một trận đấu ấy. Một trận đấu mình mới có thể là đạt được, đó chính là 3 tướng 5 vàng 3 sao thôi, chứ chưa hơn được. Ba quả trứng to đùng luôn, nhìn rất là phê mọi người nhá. Mình rất là thích cảm giác nhìn mấy quả trứng kiểu này. Dragon này, có Dragon thì lúc đó mới đầu ra thì anh em thích Dragon lắm, nhưng mà về sau một thời gian thì anh em không muốn chơi Dragon nữa, mình không hiểu lý do tại sao. Chắc có vẻ anh hiểu được, Dragon nó khiến anh em chán quá. Trận đấu này thì mình vừa có một cái Neko. Thì đó là một cái lý do tại sao nhiều anh em không thích chơi để long tộc, bởi vì cái lượng Neko đã ít quá, nó không được nhiều như hệ thống thần tài á. Ui, ông này có một Phaleos này. Phaleos đang cầm trang bị là cuồng đao vô cực kiếm luôn. Cái này mà cho thêm quả huyết kiếm vào nữa thì bố anh chơi là ông này. Ui, khạc kìa. Em thấy không, cái sát thương của con Heimdinger là một cái gì đó khá là ấn tượng nhá. Đội của mình thì có một cái dàn ở trước khá là ổn. Ôi, đây thì sao nào. Ây, ụ súng bắn chết luôn mọi người ơi, hay quá. Mình tưởng mình thua chứ anh ơi, ụ súng khá là ấn tượng mọi người ạ. Cái ụ súng khá là bá đạo luôn. Quả trứng kia to quá ha, hy vọng nó sẽ là một cái Neko. Nhiều uầy, ông này đều đã vần sâu zin này. Ashot 3, Leona 3. Thì ở một số anh em gọi là fan cứng của mình thì một phần là do cái mùa 4 ấy. Mùa 4 thì anh em hay gọi tôi một cái tên khá là thân thương, chính là Minh Thần Tài mà. Gọi là tôi chơi thần tài khá là bá và kiểu như là game nào tôi chơi thần tài ấy. Và là một người tạo ra những cái đội hình mà nó kiểu unbelievable luôn, không thể tưởng tượng được luôn.
Thì qua cái mùa năm này thì cái hệ Long tộc thì nó cái tác dụng của nó cũng giống thần tài ấy, nhưng mà phải nói rằng là nó chơi không được sướng, không được cảm giác sướng như chơi thần tài nữa. AC cái le này mình ơi, bây giờ mình sẽ bán đi. Bây giờ thì mình sẽ bán những tướng Long tộc đi mọi người nhá, để nó gọn chỗ và gom những vị tướng năm vàng. Mình sẽ gom được những vị tướng năm vàng để kích hoạt lên 3 sao nhiều nhất có thể. Nico, không có Nico à, còn Vego à. Vego để chơi cũng khá là sướng nha. Vego này anh em mà chơi kiểu là hai đại bác một cái trang bị sâu zin ý, thì sẽ là một con Vego Bluetooth. Đấy, nó đứng một chỗ nó gõ cả bản đồ luôn, hay phết. Ui, Vego cái mà bắt luôn kìa. Bắt luôn con AC của mình luôn, ảo chưa. Nhưng mà ông này có vẻ sẽ vẫn thua thôi. Bởi đội mình rất là ổn, đội mình còn nhiều mạnh lắm. Zyra ơi, chói vào pha nào. Kalista của ông này thì cầm được hai cuồng đao. Mà anh em biết không, cuồng đao này cầm được cái này bị cuồng đao hắc ám cơ. Thì mỗi khi mà ông này đánh ra thì sẽ bị trừ lượng máu, một cái lượng sát thương trên người luôn. Ui, hai áo song bạc luôn anh em ạ, hai BF luôn, nhiều quá. Trang bị thì đa phần là gì đây, toàn mảnh trang bị thôi chứ không có Neko mọi người ạ. Và mình cảm thấy là ở cái Long tộc ở bản 11.12 này thì mình thấy là cái khả năng ra đồ lẻ nhiều hơn đấy mọi người. Em thấy không ạ, nãy giờ ra toàn đồ lẻ thôi, chứ ở cái mùa trước thì không đồ lẻ nhiều. Và mình thấy nhiều anh em khá là hên là chơi kiểu Long tộc mà nó ra hẳn cả một cái giáp thiên nhiên luôn ấy. Mà nhiều ông chơi còn hẳn ra giáp thiên nhiên hắc ám cơ. Tám trên 10 slot cho luôn Rudy vào, hên quá mọi người ạ. Mình may mình check ở phía dưới ấy, mình bán đi để cho nó đỡ chật ấy, ai ngờ bán nhầm con Rudy hay sao. May sao là con Rudy vẫn xuất hiện ở ô dưới kia, không thì mình hết luôn 5 Long tộc rồi. Bây giờ thì chỉ còn có 3 người chơi nữa thôi mọi người ạ, 3 người chơi thôi. Và đây là mình sẽ bị giảm cái tỷ lệ có được nhiều tướng nó bằng 3 sao nhất ấy, bởi vì anh em thấy thì mình bây giờ mình mới có là chúng ta 3 Garen này, gọi là hai Volibear này, nói chung là tướng ra nó hơi chán rồi ạ. Tướng ra không được đề nhiều cho lắm. Tuy rằng mình đang ở level 9 nhưng mà lượng tướng ra cũng khá là thấp, khá là ít. Ui rồi, ở Phileos rồi. Ông đang chơi kiểu cung thủ, 4 cung thủ kết hợp với kiểu là một chút tái tạo đây. Temo, Heimlinger này, tướng ra chán quá nhở. Volibear này, Volibear được 4 con, Volibear nào 5 con này. Vậy là mình sẽ có, bây giờ mình sẽ kiểu là ta khả năng có Volibear 3 sao rất là cao rồi, Volibear 3 sao người nhá. Volibear này ngon quá, mình sẽ lắp cho con Heimlinger, con Volibear một cái trang bị, đó chính là một cái giáp thiên nhiên đi.
Ok, win bản ảo rồi. Thì bây tại mình đang chấp mọi người nhé, bởi vì mấy anh em này rất là yếu rồi. Mình thì vẫn chưa lên được vị tướng 5 vàng 3 sao nào nên mình sẽ chấp một chút. Anh em thể thấy thì một điều thú vị là hai này đều hai máu này nhá. Hai này đều là hai máu luôn. Vego này, Karen này, Volibear này. Bây giờ thì mình chỉ còn một con Volibear thôi là có thể kích hoạt được rồi. Một con Volibear nữa mọi người nhá, là có thể có Volibear 3 sao luôn. Nên mình sẽ bỏ ra, bởi vì ra sau là ra đi chợ mà. Ra đi chợ thì chúng ta sẽ có một cái khả năng có thể kiếm được một vị tướng liên quan tới 5 vàng á. Nên mình sẽ để ra này. Mình cố gắng lên được con kiểu như ta, hai Volibear và Vego 3 sao luôn cho nó ngầu. Hai vị tướng 5 vàng 3 sao luôn cho ngầu mọi người ạ. Úi xồi ôi, boom. Ông này chơi con Phượng Hoàng à, Phượng Hoàng tung cánh luôn. Ai à, không có mọi người à, nó không có Vego hay là không có liên quan tới kiểu là Volibear luôn. Thì đây, viên đầu rệt này. Bán luôn mọi người nhá, bây giờ mình sẽ bắt đầu run. Hy vọng là sẽ ra được Vego nhiều. Volibear này, ok, Volibear 3 sao 100% rồi. Bây giờ mình chuyển xuống Vego rồi, Volibear sẽ lên 3 sao mọi người. Cũng hơi chậm. Vego. Không có luôn mọi người, vậy là game này thì còn 6 giây thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ kết thúc bằng một con Volibear 3 sao vậy. Hơi tiếc không phải lên, không phải cho anh em xem được nhiều tướng rồi. Volibear là kỹ năng của nó dùng cái đại cassette đấy á. Bụng một phát là bốc hơi cả đội hình thôi. Ui, lốc à? Căng nhờ. Thằng này quả lốc luôn mọi người ơi. Volibear thức tỉnh ấy. Thức tỉnh đi bạn ơi. Boom. Ui, phê vãi, những cái quả này nhảy rất là sướng mắt mọi người nhá. Ôi, OC của này chất lượng quá nhờ. Ok, end game rồi.